Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Bắc Bộ trời sẽ tăng nắng, tăng nhiệt và xuất hiện những điểm nắng nóng cục bộ. Còn tại khu vực Trung Bộ thì hôm nay nắng nóng không những tăng hơn mà còn mở rộng hơn về diện, khiến hầu khắp khu vực đều xuất hiện nắng nóng. Ở Bắc Bộ do mưa giảm nhanh, trời chuyển nắng nên nền nhiệt trên khu vực tăng nhanh. Mức nhiệt cao nhất tại khu vực Trung Du và vùng núi Bắc Bộ là từ 32 đến 34 độ. Khu vực đồng bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội, nhiệt độ cao 34-35 độ. Cộng với độ ẩm không khí còn cao nên cảm giác sẽ rất oi nóng. Với Trung Bộ, chuỗi ngày nắng nóng kéo dài suốt từ ngày mùng 5 tháng 8 cho đến giờ vẫn chưa chấm dứt. Hôm nay thì vùng nắng nóng sẽ mở rộng ra phía Bắc, khiến suốt một dọc từ Thanh Hóa trở vào cho tới tận Khánh Hòa đều có mức nhiệt cao 35-37 độ. Một vài nơi mức nhiệt còn trên 38 độ, nắng nóng gay gắt. Không chỉ nắng nóng, nhiệt cao mà độ ẩm trong không khí cũng giảm thấp. Trưa nay, độ ẩm trung bình trên khu vực chỉ từ 45 cho tới 55%. Thời gian có nhiệt độ cao trên 35 độ là từ 11 giờ trưa đến 16 giờ chiều. Vì vậy, quý vị nên chủ động sắp xếp công việc hợp lý, tránh nắng gắt. Ngoài ra thì lưu ý nắng nóng kéo dài khiến cho nguy cơ hỏa hoạn cũng ở mức rất cao. Dự báo đợt nắng nóng diện rộng này ở miền Trung còn có khả năng kéo dài đến ngày 28 tháng 8, sau đó mới chấm dứt. Ở phía Nam, mưa dông vẫn sẽ duy trì ở khu vực Tây Nguyên và cả Nam Bộ trong chiều tối do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh. Còn ban ngày thì trời có nắng với mức nhiệt cao nhất lúc trưa chiều ở Tây Nguyên sẽ duy trì ổn định từ 29 đến 32 độ. Còn ở khu vực Nam Bộ là 32 đến 34 độ. Miền Đông Nam Bộ có nơi mức nhiệt còn lên tới 35 độ. Trên biển, các vùng biển cơ bản vẫn đang duy trì tình trạng thời tiết tốt. Ở khu vực phía Bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió có hướng Nam đến Tây Nam khoảng cấp 4, cấp 5, mưa vài nơi. Khu vực phía Nam Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió Tây Nam cấp 5, có mưa rải rác về chiều và tối. Bản tin thời tiết sáng ngày 26 tháng 8 sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.